khi mình coi là viện là ngôi nhà thì mình sẽ gắn bó với nó, mình sẽ xây dựng và phát triển nó một cách lâu dài bền vững nhất. Mà ý trong mình đó là cái công việc, là đối với công việc phải tận tâm, tận lực, tâm huyết, làm có trách nhiệm và cống hiến hết khả năng của bản thân để đạt được cái kết quả tốt nhất, làm việc bằng cả cái trái tim, luôn cố gắng trong mỗi công việc hoạt động dù là nhỏ nhất. Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những cái điều tốt đẹp nhất. Đối với mình thì rất nhiều kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm sâu sắc nhất đó là cái kỷ niệm đó là một cái đêm trực, cả ekip trực mổ cấp cứu cho bệnh nhân tới sáng. Thì sáng hôm đó sếp tới làm và hỏi han và hỏi là đêm qua có ngủ nhiều không con. Anh có trả lời là đêm qua cả đêm mổ 25 ca không ạ, và mổ tới sáng luôn. Và sau đấy cô thấy vậy, cô liền gọi công ty mang đồ ăn đến cho cả ekip ăn và để hồi phục lại cái sức khỏe sau đêm trực đấy. Mà qua cái hành động đấy anh thấy nó rất là ý nghĩa, cái sự quan tâm, thấu hiểu của sếp và cái sự động viên, khích lệ tinh thần của sếp dành cho nhân viên rất là đáng trân trọng. Và qua đây anh cũng xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến sếp. Một lần nữa xin cảm ơn quý ban lãnh đạo bệnh viện Chiều Khoa Gây Mê Hồi Sức và cùng toàn thể mọi người đã giúp mình cái đời thành tích như ngày hôm nay. Xin chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, và luôn làm tốt cái công việc của mình, nhiệm vụ được giao.